Chúng ta tiếp tục tuyển tập xác suất thống kê. Đã bước vào bài tập số 11 được lấy từ đề thi của Đại học Bách Khoa năm học 2013-2014. Bài thế này: một túi thì chứa 12 quả cầu tròn. Từ cái tóm tắt nhé, túi nó chứa 12 quả cầu màu trắng và 6 quả cầu màu đen. 6 quả cầu đen. Hai người A và B lần lượt rút một quả cầu trong túi. Hai người A và B lần lượt rút một cầu trong túi. Đấy, nhưng rút theo phương thức là rút xong thì không trả lại, rút xong thì không trả lại. Trò chơi kết thúc khi có người rút được quả cầu đen. Trò chơi kết thúc khi có người rút được quả cầu màu đen, người đó sẽ bị thua cuộc. Hãy tính xác suất để người rút trước thắng. Trong một cái túi thì nó chứa 12 quả cầu trắng và 6 quả cầu màu đen. Thế hai người A và B lần lượt rút ngẫu nhiên trong đó từng quả cầu một. Và luật chơi là rút xong thì không hoàn lại. Và trò chơi sẽ kết thúc khi nào mà có người rút phải quả cầu đen. Người rút phải quả cầu đen sẽ được coi là người thua cuộc. Hãy tính xác suất để người rút trước thắng. Thế các bạn, người A người rút trước và người B người rút sau đây. Thế kịch bản sẽ xảy ra thế nào? Thì nó cũng có thể xảy ra như thế này mà. Ở cái lần rút thứ nhất thì người A rút trước được một cầu màu trắng. Sau đó đến người B rút sau được một cầu màu đen. Thế là trò chơi kết thúc ngay từ lần đấy đầu tiên. Cũng có thể là nó kết thúc ở lần thứ hai. Lượt trận thứ nhất ấy, thì người A rút được cầu trắng, rồi người B cũng rút được cầu trắng, thế là vẫn phân thắng bạn. Sang đến lượt thứ hai thì người A buộc phải rút được cầu trắng, còn người B sẽ rút phải cầu đen. Cũng có thể nó là lần thứ ba, người A rút được cầu trắng, người B rút được cầu trắng. Rồi đến lần thứ hai thì người A rút được trắng, người B rút được trắng. Và đến lần thứ ba thì người A rút được trắng, người B sau đó rút được đen. Tương tự như vậy, có thể xảy ra kịch bản đến lần thứ sáu. Trải qua 6 lần này, thì 5 lần đầu bất phân thắng bạn, A rút được trắng, B rút được trắng. Đấy, 1, 2, 3 này, lần thứ 3 này, lần thứ 4 này, đấy, lần thứ 5 này, và kết thúc ở lần thứ 6. Lần thứ 6 thì người A rút được trắng, người B rút được đen. Thế tại sao lại kết thúc ở lần thứ 6 mà có lần thứ 7? Theo quan sát này, giả sử như lần thứ 6 mà bất thắng bạn, có nghĩa là sau 6 lần rút thì cả A và B đều rút được cầu trắng. Như vậy chúng ta có tổng cộng có 12 quả cầu trắng thôi. Sau 6 lần rút thì đã hết sạch 12 quả cầu trắng hết rồi, phải không nào? Đã. Khi đã hết sạch 12 quả cầu trắng này thì đến cái lần rút thứ 7 thì chỉ còn lại 6 quả cầu đen trong hộp, thì hiển nhiên cái người rút trước phải cầu đen.
Đấy, kịch bản đó không xảy ra vì đầu bài yêu cầu ta là tính xác suất để người bước trước thắng, tức là người bước trước là người A không bao giờ phải không có câu đen cả, đúng nào? Đấy, như vậy thì ta mới thể gọi A1, A2 cho đến A6 đấy lần lượt là các cái biến cố mà ta gọi nó là trận đấu đi. Kết thúc à, lần rút thứ 1, thứ 2, vân vân cho đến thứ 6. Vậy xác suất để xảy ra cái biến cố A1 này là như thế nào? Em để ý đây, P của A1 biến cố là người thứ nhất rút cầu trắng rồi đến người thứ hai rút ngay phải cầu đen. Người thứ nhất rút được cầu trắng thì ban đầu ấy trong túi có chứa 12 cầu trắng, 6 cầu đen. Vậy thì rút ra một quả cầu, xác suất để gặp được quả cầu trắng là 12 trên 18. Trong túi là có 18 quả cầu, trong đó có 12 cầu trắng. Xác suất rút được một quả cầu trắng là 12/18. Người thứ hai phải rút ra được quả cầu màu đen. Ta nhân với cái biến cố này sẽ là bao nhiêu? Trong hộp lúc này còn lại 17 quả cầu tất cả, trong đó có 6 quả cầu màu đen. Vậy rút xác suất để rút trúng quả cầu màu đen là 6/17. Ở lần thứ hai thì sao? Mình quan sát này, ở lần thứ hai thì người thứ nhất trắng, người thứ hai cũng rút được trắng nhé. Đến người thứ nhất này cũng rút được trắng, rồi người thứ hai B đấy cũng được cầu đen. Vậy thì ba lần đấy nào đều được cầu trắng, và đến lần thứ tư rút được cầu đen. Vậy xác suất để xảy ra biến cố A2 B của A2 sẽ bằng gì? Ba lần đấy nào đều được cầu trắng, tức là ta lấy ba trong tổng số 12 cầu trắng chia cho gì? Tổ hợp trận 3 của 18. Đấy, ba lần lấy đầu ra đều lấy màu trắng, vậy thì xác suất để lấy ba màu trắng phải là tổ hợp trận số cách lấy ba màu trắng là tổ hợp trận 3 của 12, ta lấy 3 trong số 12. Đấy, trong tổng số cách lấy không gian mẫu của nó là lấy 3 trong số 18 nhé. Đấy, đấy là ba cái lần lấy đầu. Đến cái lần lấy thứ tư thì lúc này trong túi của chúng ta có 18 trừ đi 3 còn lại 15 quả cầu. Trong số 15 quả cầu này thì có 6 quả cầu đen. Vậy xác suất để ở lần lấy thứ tư lấy được quả cầu đen sẽ là 6 quả cầu đen trong tổng số 15 quả cầu. Đến lần thứ ba này thì PA3 bằng bao nhiêu? PA3 bằng, em nhìn đây này, trận đấu kết thúc ở lần thứ 3, thế thì lần thứ nhất trắng trắng, lần thứ hai trắng trắng, lần thứ 3 trắng đen, thế thì 5 cái lần đấy đầu tiên này đều lấy được cầu trắng cả. Như vậy ta tính xác suất của lấy được 5 của cầu trắng trong 5 lần đấy đầu tiên sẽ là tổ hợp trận 5 của 12, lấy là 5 trong số 12 của cầu trắng chia cho không gian mẫu của nó có tổng số cách lấy là ta đã lấy ra 5 trong số 18 quả cầu trong túi. Sau khi lấy ra 5 quả cầu này rồi thì quả cầu thứ 6 sẽ phải là quả cầu đen. Trong túi lúc này còn lại là 18 trừ đi 5 tức là 13, trong đó có 6 quả cầu đen, tức là xác suất lấy được 1 của cầu đen sẽ là 6 chia cho 13. Đấy, tương tự như vậy ở các lần thứ tư thì em sẽ có này, PA4 sẽ bằng gì? Ở lần thứ tư ấy, thì 7 lần lấy đầu tiên đều được cầu trắng, tổ hợp trận 7 của 12 chia cho ta lấy được 7 trong số 18 là tổ hợp trận 7 của 18.
Đấy, đây là 7 lần đấy đầu tiên. Lần đấy thứ 8, lần đấy thứ 8 phải là quả cầu đen. Trong hộp cũng phải còn 6 quả cầu đen. Trong tổng số bao nhiêu? Trước đó là lần đấy là 7 rồi, thì nó chỉ còn lại 11 thôi. Xác suất lấy được quả cầu đen ở lần thứ 8 là 6/11. Tương tự như vậy đấy, thì em sẽ được BA5 sẽ bằng gì? Trận đấu kết thúc ở đợt rút thứ 5. Thế là đợt rút thứ 5 tức là 4 lượt đầu bất phân thắng bại. Vậy thì 9 quả cầu đầu tiên sẽ phải là quả cầu trắng. Ta đã lấy 9 trong số 12 quả cầu trắng. Vậy thì không gian đó còn là tổng hợp trận 9 của 18. Sau 9 lần lấy đầu tiên đến lần lấy thứ 10 thì người B phải rút phải cầu đen. Trong hộp cũng này còn 9 quả cầu tất cả, trong đó có 6 quả cầu đen. Cái xác suất để lần thứ 10 rút được quả cầu đen sẽ là 6 mà chia cho 9. Tương tự như vậy thì em sẽ được PA5 bằng gì? Xin lỗi, là PA6 thì bằng gì? Trận đấu kết thúc ở lần rút thứ 6, có nghĩa là 5 lần lấy đầu tiên đều được cầu trắng tất cả. Và ở ván thứ 6 thì người A đi trước ấy cũng lấy được cầu trắng. Như vậy là đã lấy ra tổng số 11 của cầu trắng trong 11 lần lấy đầu tiên. Tổ hợp trận 11 của 12 nhân chia cho, ta đã lấy ra 11 trong số 18, tổ hợp trận 11 của 18. Đây là xác suất lấy được 11 của cầu trắng trong 11 lấy đầu tiên. Thế thì đến lần lấy thứ 12 nó sẽ là gì? Trong hộp lúc này còn lại 18 chưa đi 11, tức là 7 của cầu tất cả. Trong đó có 6 của cầu màu đen, thì xác suất để lấy của cầu đen là 6 mà em chia cho 7 nhé. Tuy nhiên biết là A1, A2, A3, A4, A5, A6, A6 là các cái biến cố mà trận đấu có thể kết thúc ở ván thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Như vậy trận đấu cũng có thể kết thúc ở một trong các ván đấu này. Thế nên xác suất lần tính sẽ phải là hợp của các cái xác suất này. Tôi có A là cái xác suất cần tính. Thì khi đó xác suất cần tính là PA sẽ bằng gì? PA1, A2, A3, v.v. cho đến A6. Em đó sẽ bằng PA1 cộng với PA2 cộng với .v. cho đến PA6. Từ A1 cho đến A6 các em đều có thể ấn máy tính và ra được kết quả rồi. Đấy, sau đó cộng lại với nhau thì sẽ ra xác suất PA cần tính. Ở đây thầy đã tính sẵn này và nó được kết quả là xấp xỉ 0.4027, xấp xỉ 0.4027. Đấy là đáp án của bài tập số 11.